Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ra mắt mô hình điểm chức sắc tăng ni Phật tử tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư. Chỉ trong 3 ngày tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4, huyện Văn Lâm đã chi trả được cho 30% tổng diện tích cần thu hồi. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc - Võng Phan, đoạn qua huyện Tiên Lữ. Chuyên đề: Doanh nghiệp dệt may Hưng Yên nỗ lực vượt qua khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, tại chùa Pháp Điện, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Sở Tài nguyên Môi trường và Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức ra mắt mô hình điểm chức sắc tăng ni Phật tử tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư giai đoạn 2023-2026. Tham gia mô hình, 100% chức sắc tăng ni Phật tử ở khu dân cư Hồng Thái, xã Lạc Hồng cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện có hiệu quả các nội dung nếp sống vệ sinh, xanh sạch đẹp, trồng cây xanh tại nhà, nơi thờ tự, nơi công cộng, thu gom, phân loại, xử lý rác thải phân hữu cơ tại nguồn, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, không lạm dụng đốt rơm rạ, đốt vàng mã, giải tiền gây ô nhiễm, vận động nhân dân Phật tử thực hiện hỏa táng chôn cất đúng nơi quy định, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào thi đua chùa tinh tiến. Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu chế tạo giá thể sinh học dạng xốp trên nền nhựa polyethylene tỷ trọng cao định hướng trong xử lý nước thải tại tỉnh Hưng Yên do Viện Kỹ thuật Nhiệt đới Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam chủ trì và thực hiện. Từ năm 2021 đến năm 2023, nhóm nghiên cứu đã tập trung thực hiện thành công nghiên cứu giá thể vi sinh từ vật liệu polyethylene PE, xốp thay thế sản phẩm nhập ngoại, đáp ứng các điều kiện cho xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Các thành viên hội đồng đánh giá các nội dung nghiên cứu cũng như mô hình ứng dụng phù hợp, có ý nghĩa khoa học thực tiễn và có tính khả thi cao khi áp dụng vào xử lý nước thải tại tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện quy trình theo mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng hướng nghiên cứu sang xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải độc hại nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo kết quả bỏ phiếu, hội đồng tư vấn nghiệm thu đánh giá đề tài xếp loại đạt. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có thời hạn đến hết tháng 6 phải bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng cho dự án. Tiến độ rất gấp nhưng với tinh thần vừa hành quân vừa mặc áo. Các địa phương có tuyến đường vành đai 4 đi qua ở tỉnh Hưng Yên gồm huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu đang làm ngày làm đêm để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án. Chỉ trong 3 ngày tập trung cao độ, huyện Văn Lâm đã đạt tiến độ chi trả cho gần 30% tổng diện tích thu hồi trên địa bàn huyện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến nhận tiền, huyện Văn Lâm tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng vào những ngày cuối tuần. Trong 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật, huyện tiến hành chi trả cho trên 400 hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi tại xã Lạc Đạo, Đình Dù và thị trấn Như Quỳnh. Sau 3 ngày triển khai, đến 17 giờ chiều ngày 18 tháng 6, huyện Văn Lâm chi trả được cho trên 420 hộ với số tiền 107 tỷ đồng và diện tích hơn 19 ha bằng 28% tổng diện tích cần thu hồi cho đường vành đai 4 trên địa bàn huyện. Cụ thể, xã Trưng Chắc đã chi trả được 31 trên 35 hộ, xã Lạc Đạo chi trả được 155 trên 162 hộ, xã Đình Dù chi trả được 99 trên 133 hộ, thị trấn Như Quỳnh chi trả được 91 trên 131 hộ. Cơ bản các trường hợp chưa nhận tiền đều vắng mặt tại địa phương hoặc đang hoàn thiện các thủ tục về nhân thân, sổ đỏ, giấy ủy quyền, biên bản họp gia đình. Giao thông có rộng rãi, phát ra ổn định tốt thì kinh tế đất nước mới phát triển được. Chúng tôi rất là hoan nghênh. Còn cái này là đất đai là do nhà nước chia cho chúng tôi, nhưng bây giờ nhà nước mà thu hồi lại để làm đường phục vụ quốc gia để cho dân chúng tôi còn sử dụng và con cháu lâu dài chúng tôi đi, cái là rất hoan nghênh. Còn đây là chủ trương chính sách của nhà nước hỗ trợ chúng tôi xin nhận.
Trong tháng 6, huyện Văn Lâm phấn đấu cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 34 ha đất nông nghiệp giao cho các hộ dân sử dụng và trên 14 ha đất công do xã quản lý. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng 48,4 ha, đạt trên 70% tổng diện tích cần thu hồi, đáp ứng tiến độ do tỉnh và trung ương giao với số tiền giải ngân trên 190 tỷ đồng. Cũng như huyện Văn Lâm, huyện Văn Giang đang tích cực tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 cho người dân có đất phải thu hồi. Ngày 18 tháng 6, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang phối hợp với cơ quan chức năng của huyện tiếp tục tổ chức chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 cho hơn 150 hộ dân có đất nông nghiệp và tài sản trên đất của thôn Vĩnh Lộc và thôn Đa Ngư với kinh phí chi trả khoảng 28 tỷ đồng. Sau khi được nghe tuyên truyền vận động thuyết phục thì tôi đã thực hiện đúng cam kết, và sau khi dự án đến năm nay thì cũng được sang nhận tiền hỗ trợ đền bù. Nhìn chung các cơ quan cũng tạo điều kiện thuận lợi để gia đình tôi đến giờ là rất là vui vẻ, phấn khởi. Chúng tôi với quan điểm phương châm làm việc không có giờ hành chính, không có ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật, và chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, những người liên quan để tham gia phối hợp với ban quản lý và các cơ quan thực hiện việc chi trả đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, huyện Văn Giang tổ chức chi trả được trên 45 tỷ đồng cho nhân dân có đất phải thu hồi để thực hiện dự án đường vành đai 4 tại địa bàn các xã Liên Nghĩa, Tân Tiến. Huyện sẽ tiếp tục tổ chức huy động các lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình để đảm bảo bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4 trước ngày 30 tháng 6. Còn tại huyện Yên Mỹ, địa phương này cũng bắt đầu chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án đường vành đai 4 đi qua địa bàn huyện. Ngày 17 tháng 6, huyện Yên Mỹ tổ chức chi trả tiền đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 28 hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong phạm vi xây dựng đường vành đai 4 tại xã Hoàn Long với tổng số tiền chi trả là 15 tỷ đồng. Dự án đường vành đai 4 đi qua huyện Yên Mỹ có tổng chiều dài 2,5 km qua hai xã Hoàn Long và Đồng Than với diện tích cần giải phóng hơn 50 ha đất nông nghiệp, đất công và đất khu tái định cư. Do đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng, đến nay bộ phận chuyên môn của huyện đã kiểm đếm và lập phương án bồi thường hỗ trợ cho hơn 400 hộ dân có diện tích đất nông nghiệp, đất ở nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Huyện Yên Mỹ cũng phấn đấu trước ngày 30 tháng 6 sẽ giải phóng mặt bằng ít nhất 70% diện tích cần thu hồi cho dự án đường vành đai 4. Thưa quý vị và các bạn, theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên, huyện Tiên Lữ đang tập trung cao độ để tiến hành giải phóng mặt bằng cho dự án đường Tân Phúc Võng Phan qua địa bàn huyện. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan đi qua hai xã Minh Phượng và Cương Chính của huyện Tiên Lữ có chiều dài 3,3 km và diện tích cần giải phóng gần 50 ha của trên 220 hộ. Phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, xã Minh Phượng đã tổ chức lấy ý kiến về vị trí, kiến trúc và phối cảnh khu tái định cư. Kết quả 100% ý kiến nhân dân đồng thuận. Chúng tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi khi mà được ban nhân tỉnh mà mở cái tuyến đường này, thì nhiều người cũng đã có cái tư tưởng đã sẵn sàng là có thể không xây dựng cái gì nữa, là sau này ra khu tái định cư nhường lại tất cả các thứ để cho ban quản lý dự án cùng cấp trên để thi công. Nền đường mà mở rộng như đường giữa nền thì tôi sẵn sàng nông đất ở trên mặt bằng này. Xã Minh Phượng cũng có trên 100 ngôi mộ cần di rời tạo mặt bằng sạch cho dự án triển khai. Vì vậy, xã phải tập trung phối hợp giải quyết nhiều phần việc trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo hướng tuyến mà đường Tân Phúc Võng Phan đi qua là có một khu nghĩa địa lớn là trên dưới khoảng 100 ngôi mộ và hai cái đống thuộc nghĩa địa nhỏ. Hướng thứ hai nữa thì chúng tôi đã triển khai cùng với đơn vị thi công dự án đã cắm mốc nội giới đối với các hộ mà bị thu hồi đất thổ cư. Các hộ cũng nhất trí với phương án là thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Xã Cương Chính chủ yếu liên quan đến nông nghiệp nên việc triển khai giải phóng mặt bằng không có quá nhiều khó khăn. Đối với địa phương Cương Chính có một số cái thuận lợi, thứ nhất là không đi qua khu dân cư, cái thứ hai là không đi qua nghĩa trang mồ mả. Hiện tại thì cũng đã nhận mốc bàn giao mốc giải phóng mặt bằng để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng đối với đường Tân Phúc Võng Phan.
Hiện nay huyện Tiên Lữ đã hoàn thành việc thuê đơn vị tư vấn thiết kế khu tái định cư, triển khai tổ chức các bước lập dự án đầu tư và mời thầu nhằm sớm hoàn thành khu tái định cư để nhân dân ổn định cuộc sống và nhường đất cho dự án. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gặp không ít những khó khăn. Vậy các doanh nghiệp đã có giải pháp gì để vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phần trình bày của biên tập viên Anh Thắng và khách mời của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn chị Phương Lan. Thưa quý vị và các bạn, khách mời phòng thu trong chuyên đề Doanh nghiệp may Hưng Yên nỗ lực vượt qua khó khăn ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên là ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Hưng Yên, Công ty Cổ phần, đơn vị có 13 công ty thành viên với hơn 16.000 lao động. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, quý tư năm 2022 và các tháng đầu năm nay, một số ngành công nghiệp đang gặp những khó khăn nhất định, trong đó có các doanh nghiệp gia công hàng dệt may và giày da. Đơn hàng ít, giá gia công giảm trong khi yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm lại tăng lên. Chúng ta hãy cùng xem phóng sự ngay sau đây để có cái nhìn tổng thể. Một mã hàng như thế này, trước đây, thời điểm quý 3 năm 2022, có giá gia công là 0,5 đô la Mỹ, tương đương với 11.500 đồng. Thì nay chỉ còn khoảng 8.000 đồng, giảm khoảng 30%, trong khi đối tác lại đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao hơn trước. Người mua giảm sút thì đương nhiên đòi hỏi cái chất lượng phải cao lên. Trước đây thì những cái hàng bán chắc đi thì có thể là dễ cho doanh nghiệp. Nhưng khi mà đã đơn hàng giảm rồi thì cái chất lượng đương nhiên đòi hỏi phải cao hơn. Giá gia công giảm trong khi đơn hàng lại ít. Trước đây, thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là cao điểm của các doanh nghiệp gia công hàng may mặc. Nghĩa là công nhân phải làm thêm khoảng 2 giờ một ngày. Đồng thời các doanh nghiệp đã ký được đơn hàng hết quý 3, thậm chí có cả đơn hàng của quý 4. Nhưng thời điểm này, đa số doanh nghiệp chỉ cho công nhân làm khoảng 8 giờ một ngày. Đơn hàng thì chỉ có đến hết tháng 7, thậm chí có doanh nghiệp chỉ có đơn hàng đến nửa đầu tháng 7. Một số doanh nghiệp ký đơn hàng gia công thấp làm không có lãi mà chủ yếu để giữ chân người lao động. Tôi cũng đã làm hơn 30 năm trong ngành may rồi, nhưng mà năm nay là một trong những năm đầu tiên mà tổng ty chúng tôi gặp khó khăn như thế này. Những cái đơn hàng có thế mạnh thì năm nay chúng tôi đều không thấy khách hàng chào hàng. Vì như vậy cho nên chúng tôi bắt buộc phải nhận những cái đơn hàng có kết cấu phức tạp, sản lượng thì không được như mong muốn. Với mức giá gia công giảm đi rất sâu so với năm 2022 và những năm trước. Chính vì điều đó thì dẫn đến cái chuyện năng suất lao động của công nhân của chúng tôi giảm sút rất nhiều, dẫn đến cả cái chuyện thu nhập của người lao động cũng bị giảm. Rất là lo lắng tại vì là xung quanh chúng tôi là nhiều công ty là rất ít việc, thường xuyên là cho công nhân nghỉ giãn cách làm một thời gian xong lại nghỉ. Nghỉ một tuần xong lại đi làm xong lại nghỉ. Số liệu 5 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều đang bị sụt giảm cả về doanh thu và đơn hàng. Một số doanh nghiệp đang phải cơ cấu lại theo hướng sáp nhập đầu mối, tinh gọn bộ phận hành chính, tiết giảm các khoản chi, tìm kiếm các khách hàng, đơn hàng mới, cũng như giám sát chặt các khâu sản xuất để nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn hàng gia công, giãn thời gian làm việc trong ngày, trong tuần để ứng phó với các khó khăn trước mắt. Những khó khăn của ngành dệt may trong phóng sự vừa rồi có nguyên nhân xuất phát từ đâu ạ? Thì nguyên nhân ấy nó xuất phát từ hai hướng. Một là vấn đề cầu, đó là cái thị trường may mặc thế giới giảm. Ở đây thì giảm nó có hai nguyên nhân chính. Một là sau 3 năm dịch Covid-19 thì đã làm cho lạm phát của tất cả thị trường chính như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đều có cái chỉ số lạm phát tăng, và do đó cái vấn đề cầu cũng giảm rất lớn. Vấn đề thứ hai đó là chiến tranh Nga-Ukraine đã làm cho tất cả một số cái giá tiêu dùng của Mỹ cũng như châu Âu tăng, cạnh tranh của các nước xuất khẩu. Mà trong đó thì Việt Nam là nước thứ ba, nhưng bên cạnh đấy thì Trung Quốc và Bangladesh cũng là cái hai nước xuất khẩu chính đang cạnh tranh với chúng ta. Thì họ đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành may, kể cả về vấn đề giá, về vấn đề tỷ giá. Vâng, những điều này thì đã diễn ra từ quý 4 năm 2022. Vậy các doanh nghiệp may tại Hưng Yên thì đã có nhận định tình hình như thế nào và có những biện pháp gì để ứng phó ạ? Để ứng phó với vấn đề này thì chúng tôi cùng với Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cùng với Tập đoàn Dệt may Việt Nam
cũng đã tổ chức đi thăm một số các cái thị trường, những cái nơi mà người ta sẽ nhận hàng của chúng ta. Ví dụ như chúng tôi cử những đoàn đi Anh, đi Úc, Australia hoặc là Mỹ hoặc Nhật, thì chúng tôi đã thăm xem cái thị trường này hiện tại nó thế nào. Vấn đề thứ hai là xem những cái nước mà đang cạnh tranh về xuất khẩu hàng may mặc với chúng ta, thì chúng tôi cũng đã cử một đoàn đi Bangladesh, đi Trung Quốc. Thì đây, qua cái vấn đề này thì chúng tôi thấy được mình còn đang thiếu vấn đề gì, thị trường họ đang cần gì. Và chính cái điều đó là cái mà để cho chúng tôi có cái định hướng phát triển trong tương lai, trong năm nay, năm 2024 cũng như năm tiếp sau. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam và các doanh nghiệp dệt may có bề dày kinh nghiệm, thì đây là những khó khăn ảnh hưởng có thể là vài năm nữa đến ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam. Tuy nhiên trước đó không phải là không có những khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế và suy thoái toàn cầu. Vì vậy lời khuyên của các chuyên gia là các doanh nghiệp phải tự thay đổi mình để thích ứng trước các khó khăn này. Ngành dệt may Việt Nam phải tìm kiếm cái thị trường thay thế các thị trường truyền thống sang một số cái thị trường mới và thay thế một số cái mặt hàng, chuyển đổi từ cái đơn hàng truyền thống chuyên môn hóa trước đây sang một số cái mặt hàng mà có tính khác biệt. Người đứng đầu doanh nghiệp đưa ra những cái giải pháp về kết cấu thiết bị, công nghệ và tự động hóa để bắt kịp với cái xu thế các cái đơn hàng mà có kết cấu khác biệt. Dòng hàng về kim hiện giờ đang suy giảm, nhưng mà dòng hàng về công sở, rồi các cái hàng về jacket, outerwear vẫn phát triển tốt. Như vậy, cái thị trường thì có thể giảm dòng hàng này nhưng mà lại ổn định hoặc là tăng trưởng dòng hàng khác. Thì trong cái bối cảnh đó nó cần cái sự linh hoạt rất là nhiều. Và như vậy, những cái mô hình của các cái doanh nghiệp mà đảm đương được cái sự linh hoạt này trong sản xuất chắc chắn là sẽ có được những cái kết quả tốt. Tôi thì đại diện cho phía bên khách hàng đi đặt hàng tại các nhà máy. Hiện nay là đơn hàng thì đang rất là khó khăn. Để nhà máy có thể đứng vững được trong cái giai đoạn khó khăn này, các cái doanh nghiệp may thì cần phải đa dạng các cái mặt hàng, phải sản xuất cả các cái hàng áo sơ mi, các cái hàng váy để đảm bảo được đầy đủ được năng lực cho công nhân và cho nhà máy. Thưa Nguyễn Xuân Dương, là người có gần 50 năm trong lĩnh vực dệt may và nhiều năm trong lĩnh vực quản lý của lĩnh vực này, chúng ta đã hiểu là nền kinh tế của Việt Nam đã và đang hội nhập rất là sâu rộng đối với nền kinh tế thế giới, thì cũng khó tránh khỏi những tác động của nền kinh tế thế giới đối với vấn đề kinh tế Việt Nam. Vậy chúng ta làm thế nào để hạn chế thấp nhất, hạn chế tối đa những cái ảnh hưởng tác động từ bên ngoài đối với lĩnh vực dệt may của Hưng Yên? Chúng ta khi mà đã hội nhập với kinh tế thế giới thì ta phải chấp nhận cuộc chơi. Vì chúng ta bán hàng là không phải mình một chợ, mà chúng ta đang bán hàng đang cạnh tranh với những cái nước lớn. Tôi ví dụ như là Trung Quốc 1.4 tỷ dân, Bangladesh 165 triệu dân, hoặc là Indonesia 350 triệu dân. Cho nên có thể nói rằng nếu như chúng ta không biết mình biết người thì sẽ rất khó có thể cạnh tranh được. Chính cái điều đó mà chúng tôi xác định muốn cạnh tranh được ý, thì thứ nhất là phải tự đổi mới mình để làm thế nào đó để tăng năng suất lên. Nếu như so sánh với năng suất của chúng ta so với những nước tiên tiến, ví dụ như so với Nhật Bản, so với Trung Quốc, thì chúng ta mới đang ở cái mức độ khoảng 60 đến 70% của họ. Có nghĩa là chúng ta còn có cơ sở để chúng ta phát triển được. Thưa ông, là trước những khó khăn của doanh nghiệp may hiện nay thì theo ông, nhà nước thì cần có những cái chính sách hỗ trợ như thế nào? Trung Quốc ý, thì chúng ta không thấy rằng một nước rất mạnh với nền kinh tế thứ hai thế giới, nhưng đồng nội tệ của họ, tức đồng nhân dân tệ, thì cũng đã được hạ giá từ 6 tệ 3 mà đẩy lên tới 7,13 tệ, tức là tăng khoảng, họ cũng hạ giá khoảng 13%. Nhưng trong khi đó chúng ta ấy, thì đồng tiền nội tệ chúng ta đang giữ giá chỉ có chênh lệch trong khoảng hơn 1% đến 2%, thì tôi cho rằng đó là cái rất thiệt thòi trong quá trình xuất khẩu. Cho nên kiến nghị với chúng tôi đầu tiên đó là vấn đề ngân hàng nhà nước cùng với chính phủ điều chỉnh tỷ giá cho phù hợp với cái khu vực xung quanh để ta có thể làm được. Vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề mà phải ta quan tâm đến, tức là hiện nay thì cái lãi suất ngân hàng ta rất là cao, 9 đến 10%, tức là cái lãi này thì doanh nghiệp không thể tồn tại được. Nhất là đối với ngành may thì khi có thể 70% cái doanh thu gia công là để dành cho tiền lương, cho nên làm thế nào đó hỗ trợ cho họ về vấn đề lãi suất ngân hàng phải giảm xuống. Vấn đề thứ ba đó là nhà ở cho người lao động là rất khó khăn. Thế cho nên vừa rồi thì tôi được biết chính phủ và nhà nước cũng đang có quan tâm đến vấn đề nhà ở cho người lao động. Đó là nhà ở xã hội, nhà ở cho người công nhân. Nhưng làm thế nào đó để cấp đất sạch, có chính sách cụ thể cho các doanh nghiệp ta tự bỏ tiền ra để họ làm nhà cho người lao động họ ở. Nghề của thời trang cần phải giao hàng đúng hạn,
Nhưng nếu mà cứ cắt điện, các doanh nghiệp xuất khẩu này thì không thể có để đảm bảo cái thời gian giao hàng cho khách được. Cho nên vì thế, cho nên nên có những chính sách ưu tiên đặc biệt đối với doanh nghiệp nằm ở xuất khẩu. Xin cảm ơn ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty May Hưng Yên, Công ty Cổ phần đã tham gia chuyên đề của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và mong rằng những khó khăn của các doanh nghiệp dệt may sẽ sớm đi qua. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục có nhiều đơn hàng với giá gia công ổn định, tạo nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Chuyên đề Doanh nghiệp May Hưng Yên nỗ lực vượt qua khó khăn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng tại đây. Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những tin tức tiếp theo.